Ngày 9 tháng 8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai người có hành vi thuê xe ô tô tự lái, đặt giấy tờ đăng ký xe giả để mang đi cầm cố chiếm đoạt số tiền 450 triệu đồng. Cụ thể, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Đức Trung Nguyên, 22 tuổi, trú phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lưu Thạch Phi, 30 tuổi, ngụ phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, cùng về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 6 tháng 3 năm 2023, Lưu Thạch Phi thuê ô tô tự lái, nhãn hiệu Hyundai Tucson, biển số tỉnh Bình Phước, 93A20485 của một người trên địa bàn để sử dụng. Tuy nhiên, Lưu Thạch Phi sau đó thuê người làm giả chứng minh nhân dân và giấy đăng ký xe ô tô trên mang tên Huỳnh Đức Trung Nguyên là bạn của Phi để chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 10 tháng 3 năm 2023, Phi và Nguyên lái ô tô trên cùng giấy tờ giả đến tiệm cầm đồ Minh Đức ở huyện Kiên Khánh, tỉnh Khánh Hòa để cầm cố lấy số tiền 450 triệu đồng. Sau khi gây án, nhóm này chia nhau số tiền chiếm đoạt được để tiêu xài cá nhân. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Thời gian qua, các đợt mưa lũ tại tỉnh Lào Cai đã gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên quốc lộ 4D, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Trước thực trạng trên, Bộ Giao thông Vận tải đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại tỉnh Lào Cai. Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải Lào Cai rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình đường bộ do tình huống thiên tai gây ra, giải pháp sửa chữa khắc phục và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật. Khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai theo tình huống khẩn cấp về thiên tai nêu trên, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để làm cơ sở xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum liên tiếp xuất hiện các trận động đất. Do đó, tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các địa phương, đặc biệt là các chủ hồ đập thủy lợi, thủy điện chủ động ứng phó với động đất, nhất là vào thời điểm ở địa phương đang trong mùa mưa bão, mực nước ở các hồ đập dâng cao. Theo tin từ Viện Vật lý Địa cầu, trong các ngày 28 đến 29 tháng 7, liên tiếp xảy ra nhiều trận động đất tại huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum. Trong đó, trận động đất lớn xảy ra vào lúc 11 giờ 35 phút 10 giây ngày 28 tháng 7 với độ lớn là 5 độ, được xem là trận động đất có cường độ lớn nhất quan trắc được từ năm 1903 tới nay tại khu vực. Tỉnh Gia Lai cũng chịu ảnh hưởng bởi các trận động đất xảy ra tại huyện Con Plông. Hiện tỉnh này đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông tin kịp thời về động đất, ổn định tâm lý cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng. Đơn vị chức năng kiểm tra các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là hồ đập thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông để kịp thời phát hiện, có biện pháp ứng phó và khắc phục sự cố hư hỏng nếu có để bảo đảm an toàn cho công trình. Miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt diện rộng với nền nhiệt nhiều thời điểm trên 37 độ. Tuy nhiên, theo cơ quan khí tượng, sau đợt nắng nóng này, khu vực Bắc Bộ sẽ bước vào đợt mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày. Ngày hôm nay, mùng 8 tháng 8, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Sang đến ngày mai, mùng 9 tháng 8, nắng nóng tiếp tục duy trì ở khu vực Bắc Bộ. Riêng Nam Sơn La, Hòa Bình và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ. Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày mùng 10 tháng 8. Từ khoảng đêm mùng 10 tháng 8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sau hơn 10 ngày sống chung với lũ, người dân huyện Chương Mỹ, Hà Nội dần trở lại cuộc sống bình thường khi nước đang rút dần. Tuy nhiên, lo lắng lớn nhất của người dân lúc này là nhiều dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, ghi nhận của VTC14. Xã Phương Nam Tiến, huyện Chương Mỹ hiện tại đã ghi nhận nhiều ca bệnh sau lũ. Phổ biến nhất là bệnh viêm da do người dân phải bì bõm trong nước không vệ sinh nhiều ngày. Những cơn ngứa dữ dội, lở loét, nấm kẽ tay, chân là tình trạng chung của anh Đặng Văn Soạn và hàng trăm người dân trong những ngày gần đây. Nước ăn chân tầm khoảng 10 ngày nay rồi. Ngày nào anh phải nội ra quán đây để
thu gom rác đẩy ra ngoài, không nó cứ trào vào nhà, bẩn quá. Mắt cô hiện giờ là đau suốt, đau bây giờ vẫn mờ hết mắt, mà đau mắt là đau mắt, ngứa mắt như này này, mà chân tay cô 10 đầu ngón tay của cô bây giờ bị nấm hết này, nấm hết 10 đầu ngón tay và chân vẫn còn sẹo, cho đến nay nửa tháng vẫn còn sẹo thâm đen hết cả chân và các cái chân nước ăn hết. Hiện địa bàn xã Phương Nam Tiến đã ghi nhận hơn 700 ca mắc viêm da, hàng chục trường hợp đau mắt. Tôi cũng đã tham gia rất nhiều cái đợt phòng chống dịch ở cái sau lũ, nhưng mà đợt này tôi thấy là nó rất là khó khăn hơn, và tôi nghĩ là sẽ các cái dịch bệnh nó sẽ bùng phát sẽ mạnh hơn. Vì bởi đây cái thứ nhất là cái các cái dịch nó khi mà nước mà nó lâu rút ấy thì cái ô nhiễm môi trường rất là nặng. Đấy nên là tôi nghĩ là cả tuần này vẫn nước vẫn chưa rút hết. Đây hiện tại ở Nam Nhân Lý đây là nước chưa rút hết. Vì khả năng là tổng vệ sinh môi trường này vẫn còn tiếp tục nữa. Nên là cái dịch bệnh mà xảy ra là cái nguy cơ rất cao. Người dân xã Phương Nam Tiến hiện đã chủ động trong việc bảo vệ bản thân và gia đình bằng việc khẩn trương tổng vệ sinh nhà cửa, khử khuẩn nước sinh hoạt theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Sợ chứ, sợ dịch bệnh bẩn xỉu thế này, cháu bảo bẩn xỉu thế này mà không cũng sợ chứ. Cũng phải nước nhiếc là cũng phải cẩn thận. Chúng tôi đã cấp phát thuốc cho nhân dân, cấp thuốc nước ăn chân, về thuốc nước nhỏ mắt cho nhân dân và cấp thuốc Chloramin B để cho dân khử khuẩn giếng và khử khuẩn nước để sinh hoạt hàng ngày. Tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, nấm gãy tay, chân, cúm, sốt xuất huyết là các bệnh có nguy cơ bùng phát sau ngập lụt. Ngay sau khi nước rút, Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo phun hóa chất tiêu độc môi trường đến nhà dân để cấp phát thuốc Chloramin B khử khuẩn nguồn nước sinh hoạt để ngăn chặn các dịch bệnh trên bùng phát. Ở đây chủ yếu là trong lũ thì cái bệnh ba cái thứ bệnh, một là đau mắt đỏ, hai là viêm da, ba là cái bệnh về tiêu hóa. Thì những cái này thì khoa và cùng trung tâm đã phải cập nhật hàng ngày, các trạm y tế là phải cập nhật hàng ngày báo lên xem tình hình nào, và ở ngoài trung tâm đã có cái cơ số thuốc để cấp trực tiếp miễn phí cho trạm y tế và để trạm y tế cấp cho người dân. Đến nay, xã Phương Nam Tiến đã thực hiện 3-4 đợt cấp phát thuốc, phun khử khuẩn. Cán bộ y tế địa phương sẽ tập trung đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới để người dân sớm được ổn định cuộc sống. Một vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều ô tô các loại đã xảy ra tại đoạn xuống dốc cầu Phú Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ tai nạn khiến một số xe bốc cháy và nhiều người đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Cụ thể, vào khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 8, các ô tô đang lưu thông qua cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức. Khi vừa xuống hết dốc cầu Phú Mỹ, thành phố Thủ Đức thì xảy ra tai nạn liên hoàn giữa gần chục ô tô các loại với nhau. Vụ việc khiến ít nhất 2 ô tô bị bốc cháy và phát ra nhiều tiếng nổ. Theo người dân tại đây, có một xe bị lật, 4-5 xe tông nhau và xoay nhiều hướng móc mép. Một số người gặp nạn đã được đi cấp cứu.